một cặp song sinh Việt Kiều đáng yêu. Nói đến hai tiếng Việt Kiều thì chắc có lẽ là các bạn sẽ nghĩ các bé sẽ sống trong niềm ấm chân im, ở nhà cao cửa rộng. Nhưng không, hai thiên thần bé nhỏ này được gắn mác Việt Kiều với cái tên không quốc tịch, hàng ngày phải cùng mẹ lang thang đầu đường xó chợ trên chiếc xe nôi di động mưu sinh của mẹ. Phần đời trôi nổi lang thang là những gì mà cô chú Việt Kiều Campuchia phải gánh chịu sau khi hồi hương với cái danh Việt Kiều không quốc tịch. Mong rằng nụ cười thiên thần và ánh mắt biết nói của hai bé sẽ là niềm vui, là động lực để mẹ các bé có thể vượt qua những lúc khó khăn nhất. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Trên đường đi thì gặp cái chị này nè, cùng với một cái chiếc xe nôi và hai đứa bé rất là dễ thương luôn. Ôi trời ơi, chào chị. Trời ơi, trời ơi, trời, nhìn dễ thương như vậy. Ôi ơi, xích vô đây tí xíu đi, xích vô đây tí xíu đi. Ôi trời, 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 trời. Hai thiên thần nhỏ nha cô bác anh chị, rất là dễ thương. Trời ơi. Gì hả chị? 3 tỷ số. 3 tỷ số, trời. À, chị tên gì ha? Dạ, Hồng Ánh. Hồng Ánh hả? Dạ. Chị năm nay là bao nhiêu rồi? Dạ, 40. 40 hả? Dạ. Trời ơi. Ở kéo lên, nắng nắng hai bé nắng. Dạ. Bán với số anh? Bán với số. Dạ rồi. Hai bé tên gì hả chị? Dạ, đứa tên Thu Hồng, đứa Thu Mai. Thu Hồng, Thu Mai. Dạ. Ủa hai bé bằng trang nhau vậy? Dạ, song sinh mà sinh. Ở song sinh hả? Dạ. Trời ơi, bạn nào là Thu Hồng? Dạ, ông kia. Bạn nào là Thu Hồng đây hả? Dạ. Bên đây là Thu Mai hả? Dạ. Ai đặt tên cho hai bé đẹp dữ vậy? Đặt ơn. Trời ơi chị, nhà của chị gần đây không? Dạ, gần đây. Dạ, lại tới cái cổng bên kia, Phú Thăng vô tới rồi. Chị bán vé số từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ, từ 6 giờ mấy mình ra. 8 giờ này chưa có hết. Ngày bán nhiêu tờ chị ha? 100 có, 120 có. 120 ha? Dạ. Chồng chị đâu? Dạ chồng đi bỏ rồi. Đi đâu mà bỏ? Đi bỏ mấy tháng nay rồi. Mà đi đâu? Chán rồi, không hỏi mình, người ta đi bỏ mình vậy đó. Chồng của chị là bao nhiêu tuổi? 40, 41 rồi á. Dạ. À xích vô đi chị, để dạ, để bé xích vô đi. Để vô mát anh này mua số hả? Dạ mua rồi. Dạ. À. Mà là bé mấy tháng tuổi rồi chị? Dạ 14 tháng mấy rồi. À năm mấy rồi hả? Dạ năm mấy rồi. Nhà của vậy là anh mới bỏ đi đây thôi. Bỏ đi ngày năm tây tháng 10. Năm tây tháng 10. Dạ. Bây giờ là tháng 6 là khoảng 5-6 tháng rồi. Hơn rồi. Khoảng 8 tháng rồi. 8-9 tháng rồi. Nhưng mà sao anh lại bỏ đi? Không muốn biết á, bán cái số trong ngày, bán số ôm với số tại đi luôn, cầm cái số tại đi hết trơn luôn. Dạ. Anh với chị là có mấy người con? Làm ở đây mới có cặp này nè. Mới có cặp thôi. Dạ. Có đám cưới hỏi gì không? Cái trắng rồi, có bà nở rồi, có bà có cô biết á, bệnh á, bà tả mình cúng quản chút lĩnh vậy thôi á. Chỉ có ca rồi dạ. Biết mặt với nhau thôi. Dạ. Rồi anh đi anh có nói lời nào không? Không. Vậy cái này anh cũng thường thường nói đi sáng đi chiều về vậy đó. Ôm với số đi luôn. Dạ ôm với số đi luôn, đừng ra con. Nhưng mà phải có một cái nguyên nhân gì đó anh mới bỏ cái nấm ruột của mình anh đi chứ. Ở đây cũng không biết lý do làm sao đi nữa. Dạ hả? Dạ. Ôi trời ơi, hai bé nóng rồi sao á, cái máy kia. Dạ. Cái máy này là mình tự chế hả? Dạ tự chế. Xích vô đây đi chị, nóng quá. Xích vô đây đi. Dạ. Còn có nước nôi về cho các bé dạ, không? Dạ có làm nước thêm sữa rồi theo. Vậy hả? Dạ. Làm nước thêm sữa rồi cho bé uống. À, trời ơi. Là dạ. Bán 100 đến 120. Dạ. Rồi đủ tiền cho các bé uống sữa không? Có 100 nhiều nhất. Hả? Cái gì mà lo sữa cho nó trước rồi đó. Dạ, còn dư như mình ăn, cũng dư rồi đâu, mình ăn bậy bạ rồi đó. Cái chiếc xe này là ai chế hay là mình mua? Cái này cũng ngoài Vũng Tàu để cho mình. Vũng Tàu tao cho hả? Dạ, tự ngoài Vũng Tàu để gửi về cho. À. Trời ơi trời. Rồi ăn uống làm sao? Cái chán rồi ăn á, ăn uống không có gì mình ăn cái đấy. Dạ. Ô, ở trong đó còn không đó rồi. Có gì mình ăn đó. Dạ, có gì mình ăn đó. Rồi đi bán gì đến mấy giờ mới hết số? Dạ, cũng như mới hết thì nằm về rồi đó. Ừ.
Trời ơi, một bé thôi là thấy rồi mệt rồi, bây giờ tới hai bé. Ôi trời ơi, nhìn mặt dễ thương cái gì. Mình bán hết chị nằm về rồi đó. Rồi nhà cửa mình sao? Nhà mình mướn. Mướn là bao nhiêu một tháng? Một tháng 400. Ở cảng đường nhà chị rồi. Tháng 400 hả? Dạ. Trời ơi, một bán luôn là tháng có 3 triệu thôi. Tháng có 3 triệu thôi thì mướn trọ là hết 400 rồi, tiền sữa, tiền tả nữa. Dạ, rồi tiền điện, tiền nước rồi riêng nữa. Đứng thật ạ, đứng thật, đứng lúc đứng mà đi sanh bé thì lúc đó anh làm cái công việc gì để mà... Đi mua ve da chai, tắp ở trên Nam Giang mới về đây. Nam Giang là thủ đô Phnom Penh. Dạ, Phnom Penh về đây. Ồ, vậy là chị từng sống ở Campuchia hả? Dạ, thấy Campuchia về. Dạ, chị về đây lâu chưa? Dạ, về đây cũng lâu rồi. À, anh với chị là sống ở Campuchia làm công việc gì? Mua ve chai. Mua ve chai luôn. Dạ. Vậy là hồi trước là sống ở chợ trên Nam Bư, cầu Sài Gòn. Dạ, cầu Sài Gòn. Đúng không? Dạ. Sao lúc đó mà vì sao mà hai vợ chồng phải lưu lạc tới Campuchia? Tại không ở đó từ nhỏ tới lớn luôn. Chị ở sống ở Campuchia luôn? Dạ. Theo ba mẹ sống ở Campuchia? Dạ, ba mẹ trong Campuchia. Bởi là cha về đây ở chung với mẹ. À. Bởi là mẹ mắc cỏi rồi mới lấy. À. Chị về đây là 8-9 tháng thôi. Dạ. Về đây cũng cả năm rồi. Cả năm rồi. Dạ. Nhưng mà vì sao mình phải không mua ve chai trên đó mà phải trở về đây? Ba có hai bé rồi nè, nói chở nó mà ăn khó khăn quá, nhưng mà cực quá thì về đây sống. À. Về đây mới có mấy tháng rồi, mới dưới dòng sau về đây có đi luôn, đi về chảnh rồi. Chắc về Campuchia lại. Dạ. Ở sao chị biết anh về trở lại? Chứ ba ông nội bà nội nó trên đó mà. Rồi bản thân của chị có giấy tờ gì không? Giấy tờ miên thì có, giấy tờ quê hả? À, vậy là chị coi... Dạ con. Vậy là coi như là chị là Việt Kiều mà không quốc tịch luôn. Dạ. Đúng không? Và giờ đây rồi không có giấy tờ sao mướn nhà trọ được? Được. Tại vì ở đây có như ở chung ông ngoại có giấy tờ mướn rồi được rồi đó. Ông ngoại của... Có hai bé. Là ba của chị? Dạ. Ba của chị vẫn còn ở đây? Dạ. Ở đây ông bán giấy số tiếp. Có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ lên câu chia lại không? Dạ không nữa. Về đây ở chung với ông ngoại hai bé rồi không có đi nữa đâu. Vậy hả? Dạ. Sống ở đây so với Campuchia thì sao? Nghĩa là cũng giống nhau thôi, chỗ nào mình mặn mình mới có ăn, còn mình mặn đâu có ăn. Không biết là tại sao mà cô chú là Việt Kiều Campuchia về đây đa số đều khổ. Như Bùi Hồ đã quay ở những video clip trước rồi, cô bác của chị. Như Bùi Hồ đã chia sẻ rằng Bùi Hồ cũng đã đi rất là nhiều lần ngay tại chợ trên Nam Bư, đây ngay tại cầu Sài Gòn á. Thì ở đó rất là nhiều người Việt sinh sống với buôn bán đủ thứ nghề, từ việc là bán ốc dạo nè, rồi bán vé số nè. Và cộng đồng người Việt đa số là rất là khổ, đúng không chị? Dạ. Rồi phải sống nhà thuê nữa, cuộc sống ở Biển Hồ khó khăn là một phần, ở đây cũng vậy nữa. Nên là nữ là phải trở về đây sống, mặc dù là hơi bán vé số nhưng mà nó vẫn đỡ hơn. Dạ. Trời ơi, bây giờ ví dụ em hỏi nha. Ví dụ như người ta sinh hai bé để cho chị bớt gánh nặng, chị chịu không? Dạ không, đâu có chắn là có đứa ba hai bé nè, khi mình cho mình không cho mới đi á. Ai kêu cho? Ba có hai bé rồi nè. À. Khi mình cho đi rồi nữa kiếm cặp khác. À. Dạ. Kêu ba kêu cho đi. Dạ, ba có hai nhỏ kêu cho đi rồi nữa kiếm đứa khác. À, rồi chị nói sao? Thì mình không chịu cho. Nó không đâu, con đẻ ra thầm thấy mặt thôi, thấy mặt ai cho. Không rồi, cho. Dạ. Rồi giữ không cho khi mình gửi nhà trẻ đi rồi 8 tuổi bắt về. Không chịu. Cho người ta đổi lại. Giờ đây cho tiền mình vài chục triệu rồi đó. Rồi là người ta nói là cho mỗi đứa bé ta cho vài chục triệu. Dạ. Rồi mình không cho. Cứ ăn phải tiền á, mình không cần cầm vài chục triệu thiệt. Không cần cầm á, thôi cũng như người ta cho nó cho đi, đứa ta cho 50 triệu rồi đó. Họ không cho đâu. Anh là người Việt Nam. Anh là người Việt Kiều luôn, anh Việt Kiều luôn. Dạ. Anh có giấy tờ gì không? Cũng giống nhau à, cũng có giấy tờ tù vậy hả? Chị có vẻ như là chị nói tiếng Campuchia nó còn gần hơn tiếng Việt nữa. Dạ. Đúng không? Dạ, tại đó anh nói từ nhỏ tới lớn. Chị sinh ra trên đó luôn mà. Không, sinh ở Việt Nam mà mình đó ở đó từ nhỏ tới lớn. Vậy là cả gia đình của mình về đây hết luôn rồi. Dạ. Đến vậy con. Hai đứa bé dễ thương quá, nên là nữ là cô chú người ta nói là
là xin rồi chị cho, chị nói chị không chịu, nắm quần của mình sao cho đi được, đúng không? Nói thật mình thấy thì thôi, mình lấy ai cho. Thì đồ ở đâu đẹp vậy? Người ta cho không à, đi bán mấy đại đồ người ta cho không á. Ồ, hai đồ đẹp ghê ha. Ở bây giờ mấy chục triệu không chịu, ta cho khoảng 100 triệu được không? Nó chán ra tiền bữa nay mình cũng có rồi, mỗi em có 50 ra, 50 có 20 thề, 20 mình cho mắt con mình đi. Vậy hả? Dạ. Cho mắt rồi, tiền kiếm được con đâu có kiếm được. Ngày uống sữa của các bé là bao nhiêu tiền? Nó chán rồi mình có tiền mua thùng sữa, không có tiền mua 5 bịch. Uống sữa bịch mình hả? Dạ, 5 bịch 35 ngàn, bịch 7 ngàn đó. À. Bữa nào mình có tiền mua cho nó thùng, nên nào mình có tiền mua cho nó 7, 5 bịch đó. Các bé sống dưới cái máy máy che di động như nè, và không những là nắng mà còn có mưa gió dạ, nữa thì lúc mưa. Đó dạ mình che đầu cái lụm mưa mình che nó, mình bắt đầu bằng có mưa mình đi bán, mưa đi bán cho mưa bán luôn. Dạ chứ mình lấy giấy số, lấy giấy số rồi mình má mình ôm ôm mình đứt vốn của mình à. Có bao giờ mình bị người ta nói là lợi dụng tình thương của các đứa bé mà đi bán giấy số không? Dạ ông mà nói là nhà người hỏi thăm để nhà cho người ta coi, nó có ai coi đâu. Hồi hỏi sao không mướn người nữa, trời tiền cũng đủ ăn, tiền nó mướn. Tiền cũng đủ ăn, mua sữa là tiền nó mướn. Vậy hả? Dạ yeah. Trời, chị tên gì nãy giờ quên? Hồng Ánh. Hồng Ánh. Dạ yeah. Hai bé là Thu Thu Hồng, Thu Mai. Thu Mai. Yeah. Rồi tên đẹp vậy, tên này ai đặt cho các bạn? Cái này đặt ơn. Tự đặt ơn hả? Dạ yeah. Trời ơi, lúc sanh là mình phải sanh mổ. Sanh mổ. Phải tốn rất là nhiều tiền luôn. Dạ, có phải sanh ở trên Nam Giang á. Sanh ngay tại Campuchia luôn. Dạ. Trời. Hai bé này sanh ở trong cái ngày lễ phụ nữ luôn. Ngày 8 tháng 3. Dạ. Bây giờ hồi sáng giờ bán còn nhiêu tờ? Còn mười mấy tờ. Mười mấy tờ nữa hết hả chị? Dạ. Ánh hả? Dạ. Lúc đó về thì mình không có tiền rồi, tiền vốn đâu mình bán vé số. Nó trắng rồi mới mới nào không có tiền bán vé số đâu. Đầu ta giao vé số chưa cho mình bán trước, lấy tiền sau đừng làm lấy vốn trả. Bắt đầu ba có hai bé nữa ôm vé số ta đi hết. Đầu ta đâu có giao cho mình nữa. Đầu ở nhà. Cái gì kia kìa là mới thấy gì mới cho 500 ngàn làm vốn. Đầu mới cho sửa hoài à. Giờ như mình kiếm tiền được rồi đó là mới giúp người khác lại. Đứng lên con. Nào đi xa vậy nè, phải tả nè. Dạ. Rồi phải sửa nè. Đem 300 tả. Tờ không đủ là bao á. Dạ. Mà chị Ánh là phải đi bán rất là sớm. Tại vì đi bán trưa thì sẽ nắng nóng. Dạ. Nên là nữ phải tranh thủ đi sớm lắm. Dạ. Sáng à, hai bé còn ngủ phải kêu thức dậy đi. Chị Ánh là năm nay 30 hả? 40 nhưng mà cô bác anh chị thấy là cái gương mặt của chị Ánh á bị nắng nắm sạm hết à. Dạ. Lý do là phải dầm mưa dãi nắng rồi sống ở ở Campuchia từ bé đến lớn, mà ở địa hình á ở Campuchia lại đồi cao nữa, nên là nữ là chân tay nè, chân tay của chị Ánh nó bị sạm hết à. Dạ. Rồi phải đắp đổi mưu sinh nuôi hai đứa con nhỏ nữa. Có bao giờ mình ôm con của mình rồi mình nhớ chồng của mình không? Nói chồng rồi trời, không có nhớ đâu. Nhớ kì nó đi bỏ mình ở đây á, khi mình cho hai nhỏ hoài mình không cho mà. Lâu lâu á khi mình cho đi, không cho đi gửi nhà trẻ đi. Nhà trẻ này có của nã năng người ta nuôi như nó đã sồi sửa tả để lo toàn bộ hết. Nó hỏi ngược là bộ tao lo không, mình nó không tốn tiền á, kêu gửi 8 tuổi bắt về nó không chịu. Trời ơi. Nó còn vậy kia đem mà bỏ nhà trẻ 8 tuổi bắt về. Cho xin tụi nó cho tao lo. Chị thì thương con của mình. Thành nữ là thấy các bé mà để giao cho người khác thì chị không có an tâm. Yeah. Mặc dù là có tiền muôn bạc vàng nhưng mà chị vẫn không thích bằng với hai đứa bé của mình. Yeah. À, chị ẵm hai đứa bé lên. Cho. Đừng con. Để lên xe đi, để lên xe đi. Sáng giờ chị ăn gì chưa chị Ánh? Dạ ăn nãy khúc bánh mì. Ăn khúc bánh mì. Dạ. Yeah. Ở ngoài sau lưng này thấy treo lủng lẳng hết. Đó là đồ để cho không á. Cái này là cái mền như cô bác của chị. Cái mền. Ở đây là một cái miếng miếng vải. À, chị ẵm các bé để lên đi. Để anh con. Ở đây lên. Có một cái miếng này là chắc có lẽ là chị dùng để che mưa nè. Dạ. Che mưa ở trên cái dạ, xe. Xe. Rồi ở đây thêm cái ổ bánh mì. Ổ bánh mì xé làm đôi rồi. Một hộp cháo. Ở đây là một bột súp hả chị? Dạ, cái đó người ta cho không á, chắn cái đồ ăn người ta cho không. Một cái xô nước. Dạ. Cái này là bông bí. Dạ. Ở bên đây là mít. Và có cả bên đây là hai hộp sữa. Quay xa xa ra tí xíu ở vùng đó. Như vậy là chúng ta chẳng
thấy là chẳng khác nào là một cái căn nhà di động thật sự. Mà căn nhà này trên đây có hai thiên thần nhỏ được sanh ra từ Campuchia. Dạ. Ngay tại Campuchia. Mà các bé có giấy khai sanh hết chưa? Dạ, giấy khai sanh chưa có làm, giấy khai sanh miền có cái này chưa. Chưa có giấy khai sanh luôn. Dạ. Vậy hai đứa bé này từ nhỏ chưa biết gì thì đã mang danh là Việt Kiều Campuchia. Phải lang thang đầu đường xó chợ hàng ngày cùng với mẹ của mình mưu sinh. Nhưng Bùi Hồ có hỏi chị Ánh với thân hình dốc dáng nhỏ nhắn như thế này chị, nhưng mà cái tấm lòng bao la của chị thương con mình, mặc dù cuộc sống có cơ cực hơn tí xíu, có khổ vất vả hơn tí xíu, nhưng mà với cái tình mẫu tử á, chị đèo hai con của mình bán với số mưu sinh từng ngày, vì chị cho rằng đó là máu mủ của mình, mình không thể nào mình bỏ nó giao cho người khác được. Dù có tiền muôn bạc vàng thì chị cũng không thể nào mà an tâm. Đó, thì thôi hôm nay thì không biết nói gì hơn. Chị Ánh có số điện thoại không? Dạ có. Tí xíu đi, tí xíu gọi cho em. Dạ. Em sẽ thăm nhà chị. Dạ. Đây là một trong số hổm mà điện chưa? Dạ. Dạ. Em chưa điện cho chị. Cái hổm số hổm mà. Chị có số không? Dạ có. Tí xíu cho em. Em chút xíu em gọi cho chị. Chứ em không có biết chị đâu. À. Chị có gặp em chưa? Hồi chưa, hổm lộn người kia. Lộn người kia đó hả? Vậy là có người quay rồi. Dạ. Thì thôi thì hữu duyên đến đâu thì mình Bùi Hồ sẽ giúp đến nó, và chắc có lẽ là sẽ tìm đến tặng cái căn phòng trọ của chị Ánh để xem coi sau khi về Việt Nam thì gia đình mang một cái mác đó là Việt Kiều lang thang mưu sinh tại Việt Nam như thế nào ha. Giờ đây thì chị đúng là 30 như cô Ánh, không giấy tờ tùy thân, gọi là không quốc tịch đó, không nhà cửa luôn và không có một tấc đất luôn. Nhưng mà dù sao thì trở về lại quê hương á, thì vẫn ấm lòng hơn so với ở xứ người, như Bùi Hồ đã chia sẻ ở những video lúc trước. Rất mong rằng á, mình sẽ hữu duyên với lại chị để giúp đỡ cho chị cùng các hai bé nó lớn lên trong cái, không phải là trong những cái ngày dầm mưa dãi nắng cùng với mẹ của mình mưu sinh, mà có thể là có một nơi ấm cúng hơn, công việc ổn định hơn tí xíu và bán vé số nhiều hơn. Trên cái đoạn đường mà từ thị trấn Phú Mỹ về lại Tân Châu An Giang thì chúng ta sẽ bắt gặp được hình ảnh của chị Ánh đẩy hai đứa con của mình mưu sinh hàng ngày ha. Em sẽ ủng hộ cho chị hết với số này, chịu không? Dạ, chịu không? Dạ chịu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tờ. Dạ. Thật ra thì Bùi Hồ không bao giờ thích đánh số, mà đánh số cũng không có bao giờ dò làm biến, nên là nữ là thôi thì mua vé số ủng hộ cho chị đi, em tặng chị lại tờ nha. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ. 10 tờ là nhiêu tiền ta? Dạ, 100 ngàn. Ở nhà còn tiền mua sữa cho các bé không? Chán rồi bán rồi mua lần năm bịch, năm bịch sữa này nè. Đây là những cái bịch sữa nè, đó, thấy không? Những cái bịch sữa này là phải bỏ vô đây. Dạ, bỏ vô đây. Dạ. Đi càng ngày thì gặp những cái cảnh khổ khác nhau thì mình mới quý trọng hơn cái cuộc sống của mình. Thật ra là rất là nhiều người họ khổ trong những cái cách khác nhau. Và nữ là không biết làm sao mà để san sẻ hết hữu duyên đến ai thì gặp người đó sẽ trao cho người đó. Ngày hôm nay đến đây thì thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ á, gửi cho chị 1 triệu đồng để nhờ chị ha, mua cho em, mua cho các bé một thùng sữa lớn. Chị mua gạo gì để dành cho các bé ha. Mua sữa, mua 1-2 thùng gì đó cho các bé. Dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn chú. Em tên Bùi Hồ. Dạ, Bùi Hồ. Dạ. Dạ, hỗ trợ đưa hai bé 1 triệu. Này là chú Kevin Trần chứ không phải là của con. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Kevin Trần. Bây giờ cũng có mong ước gì không? Chị có mong ước gì không? Nếu mà ước không thông thì mình không có tiền đóng tiền nhà, mình ước không thì có tiền đóng tiền nhà khoảng năm thì nửa năm rồi đó, thì mình khỏi lo rồi đó. Mong ước đóng tiền nhà thôi, tháng 4, tháng 400 ngàn, một năm là 4 triệu đúng không? Dạ. Ok, thì để đó mình sẽ xử lý sao. Dạ. Chị là sống ở Campuchia rất là lâu nên thành nữ là tiếng Campuchia sẽ gần hơn cái tiếng Việt nữa. Dạ. Chị nói một cái câu cảm ơn bằng tiếng Campuchia em nghe thử. Chào Okun. Chào Okun. Okun là cảm ơn á. Dạ. Thôi thì cũng tình cờ hữu duyên ủng hộ hết cái phần vé số này để cho chị đẩy các bé đi về nhà. Dạ. Để mà còn tại thời tiết bây giờ ở ngoài trời á thì nó khoảng 35 36 độ C rất là nóng luôn, mà thấy hình ảnh người mẹ mà lang thang với những đứa con mưu sinh thì mình có thấy rất là tội, không biết như thế nào. Cũng mong rằng là sẽ quay trở lại thăm lại hoàn cảnh gia đình của chị Ánh cùng với lại bé Thu Mai và Thu Hồng. Thu Hồng. Dạ. À, sẽ chia sẻ thêm nhiều hơn về cái cuộc sống của gia đình chị cho cô bác của chị biết. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như là ủng hộ cho hoàn cảnh của gia đình của chị Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác của chị ở video clip sau.